Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Sửu đã tham gia góp ý vào dự án luật này. Dự án luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước. Đã được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Tham gia góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Sửu đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung quy định đối với các khu đất có mục đích sử dụng hỗn hợp bao gồm đất xây dựng đô thị, chỉnh trang đô thị, đất xây dựng khu dân cư nông thôn, đất ở, đất công cộng, đất công trình sự nghiệp nhưng không phân định được ranh giới nhằm đảm bảo tính thống nhất với các pháp luật chuyên ngành khác liên quan. Đối với điều kiện bán mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm, điều 46, bà Sử cho rằng việc xác định cần có đủ hai điều kiện tại điểm B khoảng 1 của điều này là cần thiết nhưng cần có quy định chi tiết từ chính phủ để làm cơ sở thực hiện. Đồng thời đề nghị làm rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép kết luận về thanh tra. Khi nhà nước thu hồi đất mà người đang sử dụng được thuê lại nhà, thì trường hợp không có nhà để cho thuê lại thì được hỗ trợ 60%. Thì thực tế thì theo cái được hỗ trợ theo cái tỷ lệ như trên ý, thì người bị giải tỏa không đủ kinh phí để mua lại nhà hoặc mua lại đất để tái định cư. Vì giá nhà, giá đất thị trường thường khá cao so với đơn giá được hỗ trợ. Vì vậy, khi giải tỏa các trường hợp này thường rất vướng mắc và kéo dài thời gian giải quyết. Hiện nay thì phần lớn các cái dự án bất động sản phát triển mới, khu vực chưa có đất ở, nhiều trường hợp chỉ có đất nông nghiệp, trong khi chủ trương của nhà nước đang xây dựng mạnh đô thị hóa, chỉnh trang sắp xếp lại các cái khu đô thị, khu dân cư nông thôn. Vì vậy, cần mở rộng cái điều kiện để giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân và thuận lợi xin phép một phút ạ, của nhà đầu tư, hạn chế khiếu kiện của người dân khi bị thu hồi đất bằng cách bổ sung cụm từ các loại đất khác vào cuối đoạn nội dung nằm trong các điểm B khoản 1 và điểm khoản 6. Ngoài ra, để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong dự thảo luật, bà Sử cũng đề nghị xem xét bổ sung quy định đối với nội dung về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, bổ sung thêm một khoản vào điều 79 dự thảo luật đất đai với nội dung là nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dạng thương mại dịch vụ trong các khu chức năng của khu kinh tế. Chiều cùng ngày, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận về dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.